đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian hóa thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc Phát trên tần số FM 92,1 MHz Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn quá Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc hôm nay thứ Ba, ngày 28 tháng 6 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi bài Giữ gìn, phát huy giá trị văn quá gia đình Việt Nam. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Sáng ngày 27 tháng 6 năm 2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang do Đại tá Châu Chắc, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ông Phan Quỳnh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang, có buổi tiếp xúc với bà con cử tri ở phường Núi Sam, xã Vĩnh Tế, xã Vĩnh Châu để báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp đến dự có ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc. Tại hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo giới cử tri về kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 và báo cáo hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp. Sau 19 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Kết quả của kỳ họp khẳng định Quốc hội. Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan tổ chức có liên quan luôn lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân, chủ động tích cực phối hợp để đưa ra những quyết sách quan trọng kịp thời, tháo gỡ khó khăn, dướng mắt, góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Qua đó, bà con cử tri phản ánh đến đại biểu quốc hội các ý kiến như tình hình giá xăng dầu leo thang, tình hình giá lúa và xuất khẩu lúa hiện nay nhằm phát triển nông nghiệp, đồng thời kiến nghị đến Quốc hội tăng cường các biện pháp nhằm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tệ nạn xã hội hiện nay. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Phan Quỳnh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hội nghị tỉnh An Giang, đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin thêm về những nội dung của kỳ họp được cử tri quan tâm ý kiến, đồng thời trao đổi, giải trình ngay tại buổi tiếp xúc nhằm đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của cử tri của phường núi Sam, xã Vĩnh Tế và xã Vĩnh Châu. Đảng quỹ phường cho Phú B vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ phường cho Phú B lần thứ 30 mở rộng khóa 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, kết quả các nhiệm vụ chỉ tiêu chủ yếu đều đạt, trong đó lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tiếp tục được quan tâm phát triển ổn định. Nông dân đều ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào khâu sản xuất, góp phần làm giảm giá thành, tăng thu nhập, trong quá trình sản xuất, năng suất bình quân 6 đến 6,5 tấn 1 hectare, thu ngân sách đạt tỷ lệ 108% kế hoạch. gian quá xã hội, chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Tập trung thông tin tuyên truyền, chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân. Chúc thọ, mừng thọ cho 343 cụ với tổng số tiền gần 172 triệu đồng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người có công, đối tượng chính sách, người lao động gặp khó khăn chi trợ cấp Tết và trợ cấp hàng tháng 1.247 lượt người có công và thân nhân, tổng số tiền trên 819 triệu đồng, tiếp nhận và trao tặng 4 đợt quà cho 514 hộ gia đình có công cách mạng, tổng trị giá trên 58 triệu đồng. Đã cấp phát 2.756 phần quà hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trẻ em với tổng số tiền gần 561 triệu đồng, cất mới 7 căn nhà đại đoàn kết, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt 90,82%. Công tác chỉnh trang, sắp xếp trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn được triển khai thực hiện kịp thời, tăng cường công tác giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm về xây dựng, thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao tình hình an ninh trên các lĩnh vực được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, không xuất hiện các vấn đề nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tăng cường, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cơ bản ổn định, tổ chức các hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn, kết luận của đảng. Kết quả đến nay có 96,76% đảng viên được học tập, đã phát triển đảng viên mới 3 đồng chí. Hoạt động của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội phường có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, luôn nắm tình hình dư luận trong nhân dân, tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, duy trì công tác củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên, thực hiện giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Qua kiểm điểm, Đảng ủy phường cho Phú B đánh giá những kết quả đạt được và chưa đạt, đưa ra giải pháp để tiếp tục hoàn thiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong 6 tháng cuối năm 2022. Chú trọng tập trung công tác phát triển đảng viên, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, trọng tâm là lĩnh vực quản lý về trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Xã đoàn Vĩnh Châu vừa tổ chức ngày hội tuổi thơ cho học sinh trường tiểu học Lương Thế Vinh. Tại ngày hội, các em thiếu nhi được tham gia các trò chơi vận động liên quan, cắt tóc. Bên cạnh đó, xã đoàn Vĩnh Châu còn trao tặng 100 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đây là hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2022 nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo tốt đời sống tinh thần cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, có được sân chơi lành mạnh, tạo động lực tiếp sức cho các em đến trường, tiếp tục phấn đấu, nỗ lực gặt hái thật nhiều thành công trong học tập. Ngày 25 tháng 6 năm 2022, Đoàn Thanh niên Phường Vĩnh Quân phối hợp với trạm y tế Phường ra quân vệ sinh môi trường phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên tuyến đường Nguyễn Hữu Trí thuộc khóm Vĩnh Chánh 3, Phường Vĩnh Quân. Theo đó, các lực lượng đã tiến hành phát quan làm cỏ, thu gom, tiêu quỵ rác thải, sang lấp các bãi rác tự phát, dọn dẹp vệ sinh môi trường dọc hai bên tuyến đường Nguyễn Hữu Trí thuộc khóm Vĩnh Chánh 3, Phường Vĩnh Quân đồng thời tuyên truyền vận động người dân giữ gìn đường phố sạch đẹp, không dứt rác bừa bãi ra đường. Qua đó, nhằm quy động sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn phường, tích cực chủ động tham gia phòng chống sốt xuất huyết, hạn chế thấp nhất số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng trên diện rộng. Ngày 26 tháng 6, phường đoàn Vĩnh Mỹ cùng các khóm đoàn thể phường tổ chức ra quân vệ sinh môi trường trên tuyến đường Châu Long đoạn khóm Dịnh Chánh, phường Dĩnh Mỹ, với hơn 30 đoàn viên, hội viên phường Dĩnh Mỹ ra quân chặt mé, nhánh cây, làm cỏ, tháo gỡ bản quảng cáo, rau giặt sai quy định, phát quang bụi rậm. Hai bên tuyến đường Châu Long, đoạn khóm Mỹ Thành. Thông qua hoạt động nhằm nêu cao vai trò của đoàn viên, hội viên trong công tác bảo vệ môi trường, qua đó tác động đến nhận thức ý thức tự giác của người dân trong việc tự giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh khu vực sinh sống, góp phần tạo một môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, đẩy mạnh sự phát triển của địa phương. Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Vĩnh Quân vừa trao tặng 7 xuất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi xuất quà gồm 10 kg gạo, dở và bút viết từ nguồn vận động hỗ trợ của các nhà mạnh thường quân trên địa bàn. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, góp phần sẻ chia, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực cố gắng học tập, trở thành những con ngoan trò giỏi. Quỹ ban nhân dân xã Vĩnh Châu tổ chức khai giảng lớp kỹ thuật trồng rau an toàn cho đoàn viên thanh niên và người dân ấp Mỹ An có 30 người tham dự, thời gian diễn ra lớp học là 13 ngày, các học viên được nghe giáo viên truyền đạt các kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật trồng rau an toàn như kỹ thuật làm đất, bón phân, các nguyên nhân ô nhiễm rau, kỹ thuật gieo giống, quản lý dịch hại, chăm sóc thu hoạch và bảo quản sản phẩm rau, đảm bảo hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường thông qua lớp học nhằm giúp các học viên có thêm kiến thức, kỹ thuật, sản xuất rau màu, qua đó tạo điều kiện cho các đoàn viên thanh niên mạnh dạng áp dụng thực tiễn vào sản xuất, góp phần tạo việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới, nâng cao của xã. Quỹ ban nhân dân xã Vĩnh Châu tổ chức khai giảng lớp nghề kỹ thuật chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học cho hội viên nông dân ấp Mỹ Phú. Tại đây, các học viên được trang bị các kiến thức về các biện pháp an toàn sinh học để phòng trừ dịch bệnh trong chăn nuôi gia cầm, kỹ thuật chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học từ khâu xây dựng chuồng trại, chọn giống, kỹ thuật phòng, trị bệnh trên gia cầm. Thông qua lớp học nhằm giúp học viên có thêm những kiến thức, kỹ thuật mới trong chăn nuôi để áp dụng vào sản xuất, đẩy mạnh phát triển ngành chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường với hệ thống giao thông đường thủy nội địa trong tỉnh khá phức tạp nhất là trong thời điểm mưa lũ lưu lượng dòng chảy trên các tuyến sông tăng cao trong khi lưu lượng người và phương tiện di chuyển qua sông nhiều khiến nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy luôn tiềm ẩn xong với sự giao cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh luôn giữ ổn định theo đó, lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh đã tổ chức 27 ca tuần tra kiểm soát, có 81 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, tổng kiểm tra 211 phương tiện, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 163 trường hợp, ra quyết định xử phạt 274 trường hợp, thu qua kho bạc nhà nước trên 304 triệu đồng, tước giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng 4 trường hợp thời gian tới cùng với xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật tất cả các lỗi vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng trong công tác hướng dẫn điều tiết các phương tiện đi đúng đường đúng hướng các luồng lạch đặt phao cảnh báo tại các điểm khó khăn về giao thông đường thủy chuẩn bị lực lượng phương tiện công cụ vật tư sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang, ban toàn giao thông tỉnh An Giang, các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, tuần tra kiểm soát, tập trung kiểm tra phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường bộ toàn tỉnh đã tổ chức 165 ca tuần tra kiểm soát, có 725 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, tổng phương tiện dừng kiểm tra 994 trường hợp, phát hiện vi phạm 317 trường hợp, trong đó, sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện là 33 trường hợp, ra quyết định xử phạt 292 trường hợp, thu qua kho bạc nhà nước trên 764 triệu đồng, cảnh cáo 4 trường hợp, tạm giữ 113 xe, trong đó có 5 ô tô, tước giấy phép lái xe 39 trường hợp, có 11 ô tô Ngoài ra, lực lượng thanh tra giao thông qua công tác kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông, công trình giao thông, hành lang an toàn đường bộ đã giải tỏa 529 trường hợp lấn chiếm lòng đường, dĩa hẹ cho người đi bộ. Thực hiện chỉ thị 01 trên 2004 ngày 2 tháng 1 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô, thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức kiểm tra 10 lượt phương tiện trước khi xuất bến qua kiểm tra các phương tiện đủ điều kiện xuất bến. Trong tuần, các đội thanh tra lập biên bản vi phạm hành chính 15 trường hợp. Thanh tra sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 13 trường hợp, thu qua kho bạc nhà nước trên 31 triệu đồng, tước giấy phép lái xe một trường hợp. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz Thưa quý vị và các bạn, Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 hàng năm là mốc thời gian quan trọng để cho những con người đất Việt hướng về cội nguồn, về người thân, qua đó nuôi dưỡng những giá trị văn hóa cao quý của dân tộc. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng, hình thành và phát triển nhân cách của mỗi cá nhân, là cơ sở, nền tảng để phát triển xã hội, góp phần xây dựng và làm rạng rỡ thêm truyền thống văn hóa Việt Nam được hôn đúc từ hàng nghìn năm lịch sử nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam. Ngày hội gia đình Việt Nam năm nay đã chọn chủ đề giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình. Được hình thành và phát triển trong suốt tiến trình lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, gia đình truyền thống Việt Nam là sự kết tinh của những tinh hoa văn hóa tinh thần cao quý của dân tộc. Gia đình vừa là tấm gương phản chiếu trung thực những giá trị to lớn của văn hóa truyền thống Việt Nam vừa là nơi sáng tạo, lưu giữ và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trải qua nhiều thế hệ, truyền thống gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực, giá trị tốt đẹp, góp phần hình thành bản sắc văn hóa dân tộc. Ở thời đại nào, văn hóa gia đình cũng là nền tảng cho văn hóa xã hội, giữ vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Trong đó, đạo đức là cốt lõi của văn hóa gia đình Việt Nam truyền thống và được thể hiện cụ thể qua gia giáo, giáo dục trong gia đình, gia pháp, phép tắc sống của gia đình, gia phong, phong cách, nề nếp và gia lễ là phép ứng xử trong gia đình theo một nguyên tắc có tôn ti, trật tự, theo lễ tiết hay diệt thờ cúng tổ tiên. Tuy chịu ảnh hưởng từ do giáo, những nội dung căn bản này đã được diệt quá, góp phần tạo nên những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam và nét đặc sắc nhất trong gia đình truyền thống chính là trọng tình trọng nghĩa điều này được thể hiện một cách sáng rõ trong đời sống gia đình việt nam qua sự yêu thương che chở thủy chung nhường nhịn hiếu thảo kính trên nhường dưới giữa các thành viên trong gia đình trong những năm gần đây thiết chế gia đình việt nam đang có sự thay đổi từ truyền thống ba, bốn thế hệ cùng sống chung, sang hiện đại, hai thế hệ, cha mẹ và con cái, song văn hóa gia đình vẫn tương đối ổn định và được tôn trọng. Những quan niệm cơ bản về vị trí, vai trò của gia đình đối với sự tồn tại phát triển của cá nhân và đất nước vẫn còn nguyên giá trị. Dù ở giai đoạn lịch sử nào, gia đình vẫn là tổ ấm, là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc, cha chở và là nơi nương tựa của mỗi người trong suốt cuộc đời. Từ khi sinh ra đến khi rời bỏ cõi đời, trong cuộc đời mỗi người không đâu có được những tình cảm thiêng liêng sâu nặng, bền vững như trong gia đình. Hiện nay, gia đình Việt Nam đang được xây dựng với những giá trị nhân văn, tiến bộ theo tiêu chí ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình trở nên dân chủ và cởi mở hơn, quyền và lợi ích của mỗi cá nhân ngày càng được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ đời sống của các gia đình được cải thiện cả về vật chất, văn hóa và tinh thần, nên trẻ em được gia đình tạo điều kiện tốt cho sự hình thành, phát triển nhân cách và thể chất. Cùng với đó, gia đình Việt Nam đang tiếp thu và xây dựng những giá trị nhân văn mới mà tiêu biểu là quyền bình đẳng giới và quyền trẻ em, trách nhiệm giữa nam và nữ trong việc chăm lo đời sống gia đình được chia sẻ và tôn trọng. Tỷ lệ phụ nữ cùng tham gia quyết định các công việc quan trọng của gia đình như sản xuất, nâng cao thu nhập Cải thiện đời sống, tham gia các hoạt động chính trị xã hội ngày càng cao, sự thay đổi này là cần thiết và phù hợp với điều kiện kinh tế, chính trị và xã hội mới. Tuy nhiên, xã hội hiện đại cũng làm phát sinh nhiều vấn đề mới, trong đó có việc những bạn trẻ đến với nhau vì những phút nông nổi hoặc vì những giá trị vật chất để rồi gia đình tan vỡ, con cái chịu cảnh mồ côi, các bậc cha mẹ vì quá bận rộn nên không dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc con cái hay những vị phụ huynh ép con học quá nhiều vì những kỳ vọng lớn lao về con hoặc việc con cái dùng những lời lẽ không hay, không đúng phép tắc với bố mẹ, nạn quấy rối, xâm hại trẻ em. Xã hội càng hiện đại, chúng ta lại càng phải giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình như yêu thương ông bà, cha mẹ, anh chị em, kính trên, nhường dưới, chị ngã, em nâng, những truyền thống này đã thấm sâu trong mỗi người con đất Việt, góp phần hình thành bản sắc gian quá dân tộc. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn cầu quá hiện nay, đảng ta càng nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của gia đình với tư cách là tế bào, vững chắc của xã hội, là môi trường lành mạnh để xây dựng nguồn lực con người, coi xây dựng gia đình gian quá là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước và việc chọn ngày 28 tháng 6 hàng năm là ngày gia đình Việt Nam càng khẳng định trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể và tổ chức xã hội phải thường xuyên quan tâm, xây dựng gia đình no ấm và bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Ngày Gia đình Việt Nam chính là mốc thời gian quan trọng để cho những con người đất Việt hướng về cội nguồn, về người thân, qua đó nuôi dưỡng những tình cảm đẹp, những giá trị văn hóa cao quý của dân tộc. Quý vị và các bạn vừa nghe bài giữ gìn phát huy giá trị văn hóa gia đình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Quỹ ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa phối hợp Tập đoàn Bưu chính Diễn thông Việt Nam tổ chức vận hành thử nghiệm Trung tâm Điều hành Thông minh IOC tỉnh An Giang. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh phát triển chính quyền số, thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của chính phủ. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cùng với quá trình chuyển đổi số mô hình chính quyền số đã trở thành xu thế tất yếu trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Ngày 3 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 749 trên quy đề TTG phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 9 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chương trình chuyển đổi số tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đây là một trong năm chương trình trọng điểm thực hiện nghị quyết đại hội 11 của Đảng Bộ Tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, chương trình tập trung 3 trụ cột, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Trên cơ sở đồng ý chủ trương của Ban Thường vụ tỉnh ủy tại thông báo 32 TB trên Tây U ngày 17 tháng 3 năm 2021 về việc phối hợp VNPT triển khai thử nghiệm Trung tâm Điều hành Thông minh IOC, Quỹ ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp VNPT An Giang xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thử nghiệm trung tâm IOC. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Quốc Cường thông tin, xây dựng và phát triển IOC tỉnh An Giang là giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh phát triển chính quyền số, thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia theo yêu cầu chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ trong chuyển đổi số, dữ liệu số là tài nguyên quý nhất, phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành và tạo ra giá trị phát triển kinh tế xã hội. Do vậy, xây dựng IOC tỉnh nhằm phục vụ sự chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển bền vững. Với nhiều nỗ lực, đến nay, trung tâm IOC tỉnh đã hoàn thành công tác chuẩn bị, hoàn thành triển khai hệ thống phần cứng, phần mềm giai đoạn thử nghiệm, IOC tỉnh đã tích hợp 10 lĩnh vực gồm phân tích dữ liệu kinh tế, xã hội, giải quyết thủ tục hành chính, quản lý gian bản điện tử, giáo dục, y tế, du lịch, lưu trú, hệ thống camera an ninh, giám sát thông tin mạng xã hội, tiếp nhận phản ánh của người dân. Hiện, dữ liệu của các lĩnh vực được kết nối thời gian thực về IOC tỉnh và hiển thị trực quan trên hệ thống, toàn bộ dữ liệu đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống giám đốc sở thông tin và truyền thông lê quốc cường nói tuy mới triển khai thử nghiệm nhưng trung tâm ioc tỉnh an giang có một số điểm nổi bật như tích hợp các chỉ tiêu số liệu báo cáo kinh tế xã hội từ hệ thống lris của tỉnh theo thời gian thực phục vụ công tác điều hành của lãnh đạo tỉnh kết nối trực tiếp đồng bộ số liệu lưu trú trên địa bàn tỉnh từ hệ thống quản lý lưu trú trực tuyến tích hợp hệ thống camera an ninh các địa phương vào ioc tỉnh Trung tâm IOC tỉnh An Giang là bước tiến quan trọng, là sự khởi đầu cho một quá trình xây dựng, phát triển lâu dài trong tiến trình phát triển đô thị thông minh, xây dựng chính quyền số của tỉnh. Trung tâm sẽ là nơi tổng hợp tất cả các nguồn thông tin, dữ liệu của tỉnh được ví như bộ não sống trong các hoạt động của mô hình chính quyền số và đô thị thông minh của tỉnh. Với khả năng thực hiện việc tổng hợp, phân tích, đánh giá dữ liệu lớn, trung tâm giúp các cấp lãnh đạo có cái nhìn tổng quan toàn diện về mọi mặt hoạt động kinh tế xã hội theo thời gian thực. Từ đó, đưa ra quyết định nhanh chóng, kịp thời, chuẩn xác, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức trong quá trình giám sát, điều hành công việc. Các tính năng, dịch vụ của IOC cũng sẽ giúp gia tăng tương tác, góp phần cải thiện mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của chính quyền. Ông Nguyễn Thanh Bình, đề nghị các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quyền thị xã thành phố và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện, cung cấp đầy đủ dữ liệu trong các lĩnh vực, đảm bảo dữ liệu phải đủ, đúng, sạch, sống và kết nối với IOC tỉnh. Để phục vụ công tác điều hành nhanh chóng, kịp thời, chính xác, thủ trưởng các đơn vị phải căn cứ số liệu tại IOC tỉnh để chỉ đạo điều hành công tác một cách công khai, minh bạch, khoa học. Sở Thông tin và Truyền thông cần phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng với các sở ngành liên quan và các địa phương trong việc tổ chức vận hành trung tâm, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp biết sử dụng dịch vụ, phát huy hiệu quả IOC tỉnh là kênh thông tin để người dân, doanh nghiệp phản ánh kiến nghị với chính quyền những vấn đề thiết yếu. Ủy ban nhân dân tỉnh đại nghị VNPT An Giang tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kỹ thuật tập quấn chuyên môn cho đội ngũ tham gia vận hành IOC tỉnh, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt 24 trên 7. Quý vị và các bạn vừa nghe bài An Giang đẩy nhanh phát triển chính quyền số, chuyển đổi số. Quý vị và các bạn thân mến, những năm gần đây, diện mạo nông thôn mới xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Đây là kết quả từ cách làm sáng tạo của đảng quỹ xã khi gắn thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với phong trào xây dựng nông thôn mới. Xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2013. Nhờ phong trào xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của xã đã có những chuyển biến rõ rệt. Hạ tầng giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi được nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển sản xuất. Đến nay, các tuyến đường liên ấp xã đều được bê tông và nhựa quá 100%. 100% đường ngõ, sớm sạch và không lầy lội vào mùa mưa, đường trục chính nội đồng được cứng quá, hình thành các dùng sản xuất hàng quá, mạnh dạng đưa các giống cây còn có năng suất chất lượng cao vào sản xuất. Bên cạnh đó, xã luôn quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thu nhập bình quân đầu người, năm sau luôn cao hơn năm trước, cơ sở vật chất gian quá, môi trường ngày càng được củng cố đảm bảo, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững Xã Vĩnh Châu hôm nay là những con đường rộng rãi, thoáng mát, tạo nên cảnh quan nông thôn bình yên. Bước vào xây dựng nông thôn mới từ một xã nông nghiệp còn nhiều khó khăn. Đến nay, diện mạo xã đã có nhiều khởi sắc. Hình ảnh những con đường lầy lội từng là nỗi ám ảnh của nhiều người giờ đã được thay bằng những tuyến đường liên xã, liên ấp, sạch đẹp, bao quanh bởi những ngôi nhà khang trang. Có được kết quả đó là nhờ những nỗ lực không ngừng của cán bộ đảng viên và người dân toàn xã, trong đó phải kể đến sức mạnh từ phong trào dân dân khéo và học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhận thức sâu sắc về cuộc vận động, cả nước cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị nhân dân từng ấp và thông qua hệ thống loa truyền thanh để tuyên truyền chủ trương chính sách về xây dựng nông thôn mới. Xã đã cho đặt các cụm pano ghi rõ nội dung về 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở nhà văn hóa xã, trục đường liên ấp và trụ sở ủy ban nhân dân xã. Các hội nghị trong dân đã được tổ chức nhằm làm cho người dân hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, người dân đóng vai trò chủ thể, thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Vĩnh Châu được lòng ghép với phong trào xây dựng ấp gian quá, gia đình gian quá. Mặt trận, đoàn thể từ xã đến ấp đã tích cực vào cuộc, dẫn động nhân dân thống nhất kế hoạch xây dựng bộ tiêu chí một cách cụ thể từ khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đến nay bức tranh nông thôn mới trên quê hương xã vĩnh châu đang ngày thêm khởi sắc những ngôi nhà mới khang trang các tuyến đường bê tông trải dài từ ngõ sớm ra đến đồng làng đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật Mở rộng sản xuất nông nghiệp, hàng hóa, kinh doanh, dịch vụ để tăng thu nhập, những thành quả đạt được trên là sự vận dụng linh hoạt sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Có thể khẳng định rằng xây dựng nông thôn mới đã khó duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí lại càng khó hơn. Từ khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới hàng năm, xã vẫn tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, trong đó tập trung vào các tiêu chí hoàn thành nhưng chưa thật sự bền vững. Quá trình giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xã Vĩnh Châu luôn xác định tiêu chí thu nhập là quan trọng nhất. Do đó, xã đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa các cây, con giống mới năng suất cao vào sản xuất. Kinh tế phát triển là nền tảng để nâng cao đời sống vật chất tinh thần và mang lại sự hài lòng cho người dân. Đến nay, tỷ lệ thu gom rác thải đạt 100%, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, nước sạch, điện đạt 100% đường làng ngõ sớm thường xuyên được chỉnh trang, nâng cấp, trồng hoa, cây xanh, tầng hộ cũng chủ động chỉnh trang nhà ở, cải tạo sân vườn, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới đã và đang phát huy hiệu quả. Chất lượng giáo dục phát triển toàn diện, trạm y tế được đầu tư nâng cấp, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Xã đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, sốt xuất huyết trên địa bàn tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Những kết quả đạt được trong việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới thời gian qua sẽ là nền tảng vững chắc để đảng bộ chính quyền và nhân dân nơi đây tiếp tục phát huy nội lực, khơi dậy tinh thần đoàn kết sáng tạo và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, quyết tâm xây dựng xã Vĩnh Châu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022. quý vị và các bạn thân mến chương trình phát thanh hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai xin kính chào tạm biệt